Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên minh. Thời điểm hiện tại, ở tất cả các khu vực trên toàn thế giới, giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong đó thì người đồng đội của Sọp là Squad Art đã chính thức trở thành người của TSM với bản hợp đồng kỷ lục 6 triệu USD. Như vậy thì sau nhiều năm cống hiến cho các đội tuyển châu Á, Squad Art cũng đã quyết định tìm kiếm thử thách mới ở phương Tây. Tại Việt Nam thì bên cạnh sự bành trướng của SBTC thì cách đây không lâu, Ba chính là tân binh thứ hai của Gam Esports. Sau người đi đường giữa Kati, chàng chịu kém cạnh kỳ phùng địch thủ Team Flash đã xác nhận Pake sẽ thi đấu dưới màu áo cam ở VCS mùa xuân 2021. Chuyển sang khu vực LCK, trong mùa giải đầu tiên được tổ chức theo mô hình nhượng quyền thương mại, các đội tuyển đang tiến hành thay máu mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất, siêu sao đường trên Nuguri đã là cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt các ông lớn đều muốn có chữ ký của anh chàng này. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Mọi người hâm mộ đều đang chờ đợi quyết định từ siêu sao đứng trên 21 tuổi. Chắc chắn đội tuyển nào có được chữ ký của Nuguri sẽ như hổ mọc thêm cánh. Bởi lẽ lối chơi của Nuguri ngày càng hoàn hảo. Anh ta có thể đánh mọi tướng, từ tanker cho đến carry. Anh ta thực sự đang là người đi đường trên mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một chút về tương lai của nhà đương kim vô địch thế giới nha. Cà phê Liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, MyTai Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nha. LCK mùa xuân 2021 hứa hẹn sẽ diễn ra rất khắc nghiệt, bởi lẽ các đội tuyển bắt đầu tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn chuyện xuống hạng và nhiều ông lớn có thể chi đậm để cải thiện chất lượng đội hình. Không hưởng thêm việc có thể nhận được sự đầu tư thì ngay lúc này các đội tuyển đang nỗ lực chạy đua vũ trang. Về phần nhà đương kim vô địch, người hâm mộ cứ ngỡ Damwon Gaming sẽ duy trì lực lượng để tiếp tục hành trình thống trị khu vực Hàn Quốc. Bởi lẽ chức vô địch thế giới là cú hích không nhỏ về mặt tinh thần cho Showmaker và các đồng đội. Thế nhưng Damwon lại để bộ đôi huấn luyện là Zefa và Danny gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp là T1. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao đường trên Nuguri đã đáo hạn hợp đồng vào ngày 16 tháng 11 và không có dấu hiệu sẽ tái hợp với Damwon. Có đó chàng trai trẻ này đã trở thành cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông. Mà rõ ràng Nuguri đã đóng góp không hề nhỏ vào chức vô địch thế giới của Damwon. Anh có lối chơi chắc chắn, đi đường tốt, bể tướng rộng và hơn hết là khả năng dịch chuyển vô cùng xuất sắc. Những pha dịch chuyển chặn đầu hay đánh từ bên hông của Nuguri là chìa khóa vô cùng quan trọng để Damwon Gaming giải quyết trận đấu. Mặc dù thi đấu ấn tượng và vẫn ở độ tuổi khá trẻ, nhưng Nuguri đã cân nhắc có nên tiếp tục thi đấu ở năm sau hay không. Lý do là bởi anh đang gặp vấn đề về sức khỏe. Hẳn chúng ta còn nhớ ở thời điểm trận chung kết LCK mùa hè 2020, Nuguri đã phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp khi bị tràn khí màng phổi. Thật may mắn cho Nuguri và Damwon Gaming và tuyển thủ này có đủ điều kiện về sức khỏe để thi đấu tại chung kết thế giới 2020. Tuy nhiên Nuguri gặp phải vấn đề tương tự thời điểm sau khi trở về từ Thượng Hải. Với những gì mà Nuguri sắp phải đối mặt, việc tuyển thủ này có thể thi đấu được mùa giải sau vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch thế giới vốn xây dựng đội hình dựa theo độ ăn ý và khả năng kiểm soát đạt tới mức hoàn hảo. Việc chia tay Nuguri sẽ khiến cho sức mạnh của đội tuyển này bị ảnh hưởng tương đối nặng nề. Xét về mọi mặt, Damwon Gaming rất muốn giữ chân trụ cột của mình đến năm 2021 và họ đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Nuguri ở lại. Thậm chí đội ngũ truyền thông của Damwon đã khiến người hâm mộ mừng hụt khi đăng tải video gặp mặt người hâm mộ ở Trung Quốc. Trong đó, Nuguri vẫn đang sinh hoạt chung với tập thể Damwon một cách vô cùng tự nhiên. Không có dấu hiệu gì là anh sẽ rời đội cả. Chứng kiến điều này, fan hâm mộ không khỏi hoài nghi rằng đó là sự xác nhận ngầm về việc Nuguri tái ký hợp đồng. Dẫu vậy, clip này được ghi và biên tập dưới sự đồng ý của Nuguri. Do có thể Damwon làm vậy để tránh rắc rối về mặt pháp lý, bởi họ đang sử dụng hình ảnh của Nuguri sau khi tuyển thủ này đã hết hạn hợp đồng. Nếu Nuguri vẫn là người của Damwon thì chẳng có lý do gì họ lại phải thông báo như vậy cả. Do đó người chơi đường trên này đang cân nhắc về việc gia nhập một đội đưa ra mức lương hậu hĩnh hơn so với Damwon. Cuối cùng thì khi mà thời gian chờ đợi đã vượt quá giới hạn thì Koma và các cộng sự đã quyết định đưa về Damwon hai cái tên thay thế là Khan và Chelsea. Khan không còn là cái tên xa lạ khi từng rực sáng trong máu của Longju Gaming. Thời điểm ấy thì ngôi sao sinh năm 95 nổi tiếng với những vị tướng carry đường trên, đặc biệt là Jayce. Tuy nhiên đại hãn bắt đầu sa sút phong độ khi chuyển sang thi đấu cho T1 và sau này là FunPlus Phoenix tại LPL. Dẫu vậy, Khan sẽ bổ sung cho Damwon thêm kinh nghiệm
sau khoảng thời gian dài thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó thì Chelsea cũng cho thấy tiềm năng lớn lao của mình. Anh là đường trên của Awesome Spear, đội tuyển đã thi đấu ấn tượng ở giải Challenger của Hàn Quốc. Như vậy thì với việc Nam Quân Gaming mang về cùng lúc hai ngôi sao đường trên đã khẳng định tương lai của Noguri là không còn nằm trong kế hoạch của Koma nữa. Đồng thời, chàng trai sinh năm 99 nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón của ít nhất 4 đội tuyển hùng mạnh tại LCK và LPL, trong đó có T1. Theo truyền thông Hàn Quốc, T1 sẵn sàng chi ra số tiền chuyển nhượng và mức đãi ngộ cao kỷ lục tại LCK để chào đón Noguri gia nhập. Nhưng đối đầu với họ là những túi tiền không đáy đến từ Trung Quốc. Cộng đồng mạng xứ gấu trúc đã lan truyền thông tin rằng mức offer kỷ lục mà Noguri có thể nhận được nếu đến LPL sẽ phá vỡ con số 30 triệu nhân dân tệ một năm mà UG từng sở hữu. Ngay sau đó thì báo chí Hàn Quốc tiếp tục khẳng định lại giả thiết này khi cho rằng bản hợp đồng có thể đặt bút ký trong giai đoạn chuyển nhượng năm nay, sẽ biến anh thành tuyển thủ hưởng lương cao thứ hai trong lịch sử Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp. Mức lương của Faker từ trước đến nay chưa bao giờ được công khai. Một số nguồn tin thì khẳng định Quỷ Vương đang hưởng mức thù lao 5 triệu USD một năm ở T1, chưa bao gồm tiền quảng cáo. Nghĩa là nếu những tin đồn về mức lương của Noguri trở thành hiện thực, tuyển thủ này có thể nhận được số tiền lương lên đến 4,5 triệu USD một năm, vượt qua mức lương của UG để trở thành tuyển thủ có mức lương cao thứ hai thế giới. Do vậy thì người tính không bằng trời tính. Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra. Đội tuyển Trung Quốc đang ngỏ ý chiêu mộ Noguri bị cho là đã buộc phải rút lui vì một bê bối nội bộ. Cụ thể thì ba lãnh đạo của đội tuyển đến từ LPL đã đồng ý chi ra số tiền cực lớn để làm phí lót tay dành cho Noguri. Nhưng đúng vào phút chót, phi vụ triệu đô này đã bị hủy bởi giám đốc tài chính của đội tuyển đó sau khi giải ngân số tiền trên thì đã ôm cọc tiền bỏ trốn. Dù sau đó thì đối tượng này đã bị bắt giữ, nhưng việc kiểm soát và kê khai khoản tiền thất thoát cũng không phải là ngày 1, ngày 2. Chính vì vậy, đội tuyển này đã buộc phải rút khỏi bàn đàm phán với Noguri theo cách không ai ngờ đến. Quay trở lại tin đồn Noguri sẽ gia nhập T1 cũng như tái ngộ với huấn luyện viên Zefa đã tạo ra những làn sóng ý kiến khác nhau. Nhiều người nhận định rằng cựu đường trên của Nam Quân là mẫu người chơi toàn diện nhất kể từ sau thời kỳ đỉnh cao của Marin, và vì vậy việc T1 muốn có được anh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thắc mắc là nếu Noguri gia nhập thì Kana sẽ đi đâu, về đâu? Quả thực hai hổ không thể cùng sống chung một núi, và việc một trong hai người chơi đường trên hàng đầu LCK phải chấp nhận việc ngồi dự bị là điều khó có thể xảy ra. Kana thực tế cũng đã thể hiện rất tốt trong mùa áo của T1, nên nếu như đội tuyển này lựa chọn Noguri và để Kana ra đi thì đây chắc chắn là một thương vụ gây khá nhiều tranh cãi. Chính vì vậy, T1 đã nhanh chóng dập tắt mọi tin đồn bằng thông báo chốt xong hai cái tên chấn giữ đường trên cho đội tuyển này ở mùa giải 2021. Kana và Zeus sẽ đảm nhận vị trí đường trên chứ không phải là siêu sao Noguri. Đáng chú ý, cả hai đều được đào tạo bởi T1. Thậm chí tương lai của Kana còn được đảm bảo với bản hợp đồng kéo dài đến hết năm 2022. Trong khi đó, Zeus là một tuyển thủ rất trẻ, sinh năm 2004. Anh là thực tập sinh đầy triển vọng của T1 khi có tới 2 tài khoản lọt vào top 5 thách đấu Hàn Quốc mùa giải 2020. Như vậy thì sau tất cả, nhiều khả năng T1 đã từ bỏ thương vụ Noguri và đặt niềm tin vào những ngôi sao cây nhà lá vườn. Thực ra người hâm mộ có thể an tâm khi Kana ở lại. Chính thanh niên sinh năm 2000 này đã được công nhận bởi Noguri cách đây không lâu. Đặc biệt trước khi Noguri phẫu thuật và có nguy cơ không thể thi đấu, anh đã đề xuất người thay thế là Kana của T1. Bên cạnh đó thì theo báo chí quốc tế, T1 không muốn phá vỡ quỹ lương cũng như giới hạn giá trị chuyển nhượng của họ đội. Chính vì vậy, họ không phải là cái tên đưa ra lời hứa đãi ngộ cao nhất, biến Noguri thành tuyển thủ hưởng lương cao thứ hai trong lịch sử so Faker và đã rút lui khi không đạt được thỏa thuận ban đầu. Thời điểm hiện tại thì giống như những mùa giải trước, T1 đã sở hữu 10 tuyển thủ với 2 người chơi ở từng vị trí. Do đó có thể khẳng định rằng Noguri sẽ không gia nhập T1, còn tương lai của ngôi sao này thì vẫn là một dấu hỏi lớn và cần có thời gian để giải đáp. Và rồi, một tín hiệu mới vừa được phát đi đến từ FunPlus Phoenix. Hiện tại thì đội tuyển này đang chống cả hai slot ngoại binh sau khi bộ đôi Kim Gun và Khan rời đi, trong khi đôi Inbi đã trở thành nội binh. Trường hợp FunPlus Phoenix có thể chiêu mộ được Noguri thì sức mạnh của bầy Phượng Hoàng chắc chắn sẽ trở nên vô cùng đáng gờm. Đó là còn chưa kể đến việc, đối với FunPlus Phoenix thì tiền nong cũng không phải là vấn đề. Đội tuyển này được cho là đã chuẩn bị một khoản thù lao kích sủ để biến Noguri trở thành một trong những người tuyển thủ hưởng lương cao nhất LPL. Dù sao đi nữa thì một thông tin xoay quanh Noguri lúc này vẫn chỉ ở dừng lại ở mức tin đồn, và chúng ta thậm chí có thể phải đợi đến gần cuối kỳ chuyển nhượng mới có thể biết được tương lai của tuyển thủ này. Tuy nhiên, viễn cảnh được chứng kiến những dị nhân như Noguri và Do Inbi thi đấu chung một đội hình quả thực cực kỳ đáng mong đợi. Tóm lại, ở một giải đấu đã trở nên nổi tiếng
Trong những năm qua, vì sản sinh ra những người chơi đi đường trên ổn định, toàn diện, thì không quá khó hiểu khi Nuguri trở thành một tài năng đặc biệt của Hàn Quốc kể từ khi bước ra sân khấu lớn vào năm 2019. Giờ đây, khi đã hết hợp đồng với Damwon Gaming, anh đã trở thành cái tên tiêu tốn rất nhiều giấy mực thị trường chuyển nhượng tiền mùa giải 2021. Thực tế, trong chiến tích vô địch thế giới của Damwon Gaming, Nuguri không phải là cái tên nổi bật nhất, nhưng sự ảnh hưởng của anh lên lối chơi của đội tuyển này thì quá dễ để nhận ra. Sự toàn diện của Nuguri khiến anh đánh giá là tuyển thủ được đường trên. Sự toàn diện của Nuguri khiến anh được đánh giá là tuyển thủ đường trên hàng đầu thế giới kể từ sau thời kỳ đỉnh cao của Marin. Và điều đó đã giúp cho Damwon Gaming dễ dàng triển khai lối chơi của mình một cách hoàn hảo nhất. Vậy nên, nếu như Nuguri có nhận được những lời mời gọi ngập trong bóng tiền thì cũng không có gì là lạ. Vì mẫu tiền thủ hoàn hảo 10 phân vẹn 10 như chàng trai này thì không phải lúc nào cũng xuất hiện. Và vừa rồi là toàn bộ những nhận định về tương lai của nhà đương kim vô địch thế giới Nuguri. Có thể nói anh chàng này chính là dạng tuyển thủ mà mọi team đều mong muốn sở hữu khi anh có kỹ năng cực kỳ cao, thi đấu ổn định và có bể tướng rộng, phù hợp với nhiều chiến thuật. Thì đến thời điểm hiện tại thì bến đỗ tiếp theo của Nuguri vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng đội tuyển nào sở hữu Nuguri sẽ trở nên cực kỳ mạnh, thậm chí là đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu từ khu vực cho tới quốc tế trong năm 2021 sắp tới. Do đó chúng ta hãy tiếp tục đặt niềm tin, hy vọng vào chàng trai này khi chứng kiến cậu thể hiện ở đấu trường quốc tế, chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.